dương nguyễn xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đời là thế hôm nay tiếp tục chương trình Duy nguyễn xin gửi đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nghe và xem một mẫu diện thật là tâm linh câu chuyện này có tên đầm lầy ma thì tình tiết câu chuyện này như thế nào bây giờ Duy nguyễn xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe và theo dõi câu chuyện này nha vào một buổi chiều đó có một nhóm thợ đi săn bắt cá và lương trong phái đoàn đó gồm có vài chú và vài anh trong một nhóm đó để mà đi đến một cái đầm lầy mà ở đây thường gọi là đầm lầy ma. Bởi vì ở trong đây là có một ngôi nhà mà những nhân vật trong ngôi nhà này đã bị bọn cướp nó vào đây nó sát hại hết. Nên từ đó ngôi nhà này bỏ hoang và cái sự tâm linh ở đây rất là cao bởi vì người ta chết quan chết ức những vong linh này không được đi siêu thoát mà rất là linh thiêng. Khi bất kỳ ai vào trong cái khu vực này mà bảy cá, bảy lương thì sẽ bị cái vấn đề mà tâm linh này nhé. Trước kia trong ngôi nhà này những người này còn sống thì trong cái đầm lầy này bất kỳ ai vào đây bảy cá, bảy lương đều bình an vô sự. Nhưng mà từ lúc cái gia đình này mất rồi thì bất kỳ ai vào trong cái đầm lầy này cũng đều bị nhát bởi vậy người ta mới gọi ở đây là đầm lầy ma có một cái đầm lầy mà bên trong đầm lầy đó thì có một ngôi nhà chủ nhân ngôi nhà này cô đã năm mươi mấy tuổi và cô có một người con trai và có một người con dâu và hai người cháu nội một cháu trai một cháu gái và một cái đêm định mệnh đó bọn cốp nó đột nhập vào và nó sát hại hết cả gia đình bởi vì gia đình này ngôi nhà này ở trong một cái thung lũng cái đầm lầy này nó cách biệt ở bên ngoài khá là xa 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 mới có một ngôi nhà gia đình này bọn cốp đột nhập vào và sát hại đó là không có ai biết ở nơi đây là vùng lãnh thổ của campuchia nên giữa việt nam và người cam cũng khá là bất đồng về cái ngôn ngữ bởi vì ai nói nó hiểu theo mình nghĩ trước đây chắc ngôi nhà này cũng khám khá hay gì đó mà bọn cốp nó để ý hay là ở đây là một nơi hoang vắng mà một đêm đó cốp nó đột nhập vào và nó sát hại hết năm thành viên trong gia đình mà trong khi đó thì không ai hay hết. Và vài ngày sau à, các anh với các chú mà đi à, săn bắt cá đó đi vào trong đây và mới phát hiện có mùi hôi Mỗi lần mà các chú với các anh mà đi săn bắt cá đó, đến đây thì ưa vô ngôi nhà này nói chuyện với cái cô chủ nhà này, một lát rồi bắt đầu mình mới đi săn bắt cá. Hôm nay cũng vậy, các chú và các anh cũng vào trong đây để mà định nói chuyện với chủ nhà, nhưng mà khi đến đây á thì thấy nhà đóng cửa mà nghe trong nhà có mùi hôi. Nên là các anh cũng không dám mà đột nhập vào trong ngôi nhà này nên là các anh phải lui gió ra mà đi báo cho chính quyền địa phương để mọi người đến đây xem xét như thế nào rồi khi mà bên chính quyền cam đến đây để mà phong tỏa khu vực này và khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi thì bên pháp y người ta nói là cái gia đình này đã mất cách nay gần một tuần mà trong khi đó là trong một tuần đó không ai đi qua lại cái đoạn này nên không ai phát hiện được. Khi mà công an hoàn tất hồ sơ khám nghiệm hiện trường xong, từ đó là ngôi nhà này đóng cửa bỏ hoang. Khoảng hai tuần sau thì các chú với các anh cũng quay trở lại đây để mà bẫy cá tiếp. Thì đợt này đến đây khi các chú và các anh đi chưa tới, có cái những cái vật thể mà từ đâu á nó bay lại bay chỗ này rầm chỗ kia sột giống như là người ai dắt đất chỗ vậy hôm đó là buổi chiều trời cũng mưa lâm râm chứ không có mưa to các chú với các anh thấy cũng ngạc nhiên lắm bởi vì cái vùng đất này là các chú và các anh đi vô đây cũng đã nói là thâm niên mười mấy hai chục năm để mà săn bắt cá trong khu vực này bởi vì ở trong đây á, cái đầm lầy này là có rất nhiều cá và lương những người việt nam mình qua đây mà định cư ở campuchia những người nghèo là đa số là người ta chọn con đường là săn bắt cá để mà làm kế mưu sinh đợt này các chú và các anh đến đây thì rất là ngạc nhiên bởi vì trước đây mình chưa bị nhát ở đây lần nào bữa nay là thấy có dấu hiệu xuất hiện tâm linh để mà chọi cái vật thể gì đó và các vị này thấy hơi ngạc nhiên thôi cũng không sợ gì lắm bởi vì các chú và các anh đi một nhóm vậy mấy người nên là cũng không có gì mà gọi là sợ hôm nay thì các anh với các chú đến đây là không có đi thẳng vào ngôi nhà bởi biết bởi vì mọi người biết là trong nhà này bây giờ không còn ai để cho mình nói chuyện các chú và các anh đến đây thì cứ bắt tay vào việc và đi vô đó thăm bảy thăm này kia thôi rồi trời càng ngày càng tối và các chú với các anh đội đèn đi hướng trở ra để thăm ngược trở ra hướng bên kia thì cũng là đi ngang qua cái căn nhà này và trong khi đó mưa rất là to và các chú với các anh mới vào trong mái hiên của ngôi nhà này để mà đục mưa khi vào đục mưa được một chút xíu có một anh đó anh cũng còn trẻ tuổi mà anh nhát nhất trong đó luôn là anh nghe được cái tiếng ai kêu dân dẫn ở trong nhà anh mới kêu một chú đó anh nói là ở trong nhà có ai kêu mình vô và mọi người lóng tai nghe thì không có gì nghe gì hết chỉ riêng có một mình anh nghe thôi và lúc đó thì mọi người biết là có sự xuất hiện của cái phong linh ở đây rồi và những người không sợ thì người ta không để ý còn cái anh chàng này anh nghe mà anh sợ thì anh thường để ý bất kỳ tiếng động ở đâu anh đều quan sát ở cái vị trí đó và khi anh nghe một tiếng động ở phía sau cánh cửa mà cánh cửa này mở dở dang khi anh quay đầu lại anh ngó thì anh thấy có một bóng người phụ nữ từ ở trong nhà đi thẳng ra lúc đó anh sợ quá mà anh tung anh bỏ chạy khi anh chạy thì mọi người cũng chạy theo anh mà đi về bởi vì trời mưa mà khi mà một người đi về thì cả đội đi về hết khi các anh với các chú đi đặt bẫy thì ba ngày mới đi thăm một lần ba ngày hôm sau thì các chú và các anh đi lại đây thăm bảy một lần nữa khi các anh các chú mà mua nhang đèn đến đây mà không trực tiếp đi thẳng vào ngôi nhà đi né cách ngôi nhà ra khoảng 100 trăm mét thì các chú và các anh mới dừng lại đó và ngồi hút thuốc và các chú và các anh có cầu nguyện nếu mà có sự xuất hiện tâm linh ở vị trí này và trong ngôi nhà này thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang ngồi nghỉ mà ở đây nếu có sự hiện diện của quý vị thì quý vị hãy lấy vật thể gì đó trội tôi giống như lần trước để tôi biết được là có sự hiện diện của quý vị và tôi sẽ đem trái cây vào nhà và nhang vào nhà cúng cho các vị. Còn nếu sự hiện diện của quý vị có ở đây mà không chọi những vật thể thì chúng tôi là người phàm mắt thịt nên chúng tôi không biết và có lẽ là chúng tôi không vào trong nhà để mà cúng Thì rất mong là có sự hiện diện của quý vị ở đây Thì vị cho tôi biết Chú vừa nguyện xong Chú bật học quẹt lên để mà chú mò điếu thuốc chú hút Chú kéo một hơi thuốc Chú mới nói Bây giờ các vị nhắm vào cái người nào nhát nhất trong đây Các vị chọi cho tôi thấy Lúc đó Mọi người, người này ngó người kia thử coi có thấy là cái vật thể gì bay vô không. còn cái anh chàng mà anh nhát nhất thì anh ngồi ở trong chính giữa, mọi người ngồi đợi một khoảng 5 phút, thấy không có trội và chú mới tiếp tục nói: nếu quý vị mà không thể hiện cho chúng tôi thấy thì tụi tôi bây giờ phải đi thăm bảy nha, tụi tôi không vào nhà đâu. còn nếu mà quý vị cho anh em tụi tôi thấy tận mắt, thì anh em tụi tôi sẽ vào trong nhà. À, đem trái cây đến cúng cho mọi người và thắp cho mọi người ba cây nhang và từ đây về sau khi nào tụi tôi đến đây thì tôi biết rồi và tụi tôi sẽ đi thẳng vào nhà thắp nhang cho các vị chú dừa giá dứt câu thì có nguyên một bụi cỏ trần dần nó rớt vô ngay đầu đúng là ngay cái anh mà nhát nhất lúc đó anh lăn đùng ra anh dễ tử nhưng mà anh không bị gì hết nhưng mà anh chỉ sợ quá đó anh lăn đùng với anh giải tử bởi vì tâm linh người ta biết chính xác là cái vị trí của cái người nào mà yếu bóng vía nhất để người ta có thể tiếp cận nhanh nhất và dễ nhất. Cái chú mà dạng nhất đó mà chú giấy nãy giờ đó là chú nói à, tôi đã tin và đã nhìn thấy là có các vị ở đây. Bây giờ anh em tụi tôi sẽ tiến thẳng vào ngôi nhà và cúng trái cây cho quý vị và thắp cho quý vị ba cây nhang. Và từ đây về sau, mỗi lần mà anh em tụi tôi có đến đây thì chắc chắn sẽ vào ngôi nhà này thắp nhang cho quý vị còn trong quá trình mà anh em chúng tôi đi thăm bảy vòng vòng ở khu vực này thì làm ơn quý vị đừng có phá phách đừng có ghẹo anh em tụi tôi bởi vì trong anh em tụi tôi thì quý vị cũng biết là có người rất là nhát khi xuất hiện của quý vị mà chọc ghẹo đó thì người ta sợ và ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người ta Bây giờ cuộc sống thì của quý vị là một thế giới khác Quý vị tự sống còn bên đây là anh em tụi tôi tự làm để mà tự sống Không ai mà phá phách gì ai à, Hôm nay anh em chúng tôi đến đây thắp cho các vị ba cây nhang Mà rất mong là sau này quý vị đừng phá phách anh em tụi tôi nữa Và từ đó về sau hầu như lần nào mà các chú với các anh vào đây Để mà bẫy cá bẫy lương đó thì không phát hiện vong linh gì nữa. Hôm nay Duy Nguyễn gửi đến quý vị và các bạn xem và nghe một chuyện này cũng là một chú trong phái đoàn là đi bẫy cá bẫy lương. Trong cái câu chuyện này gửi về cho chương trình để Duy Nguyễn đọc thoại audio và gửi đến cho toàn thể mọi người xem cái câu chuyện ma này. Câu chuyện hôm nay mà chúng ta xem đến đây đã hết rồi quý vị. Duy Nguyễn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe và xem hết video của mình. Trước khi rời màn hình, cô chú anh chị và các bạn người nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm nút đăng ký và like cho mình một like để động viên tinh thần nhé. Di Nguyễn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.